Thưa quý vị, thời gian qua, việc chăm lo, hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thực hiện một cách thường xuyên, có hiệu quả. Sự quan tâm này đã góp phần giúp các đối tượng không may bị tai nạn lao động vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Từ nhiều năm trước, trong một lần làm việc mất tập trung, anh Nguyễn Tấn Quý, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Arendtel Fates Manufacturing ở khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1, thành phố Thuận An đã bị tai nạn lao động, chấn thương nặng bàn tay phải với tỷ lệ giám định thương tật 41%. Bình phục sau thời gian điều trị, anh Quý được lãnh đạo và tổ chức công đoàn công ty chủ động sắp xếp bố trí vào làm ở bộ phận mới, phù hợp hơn, tạo mọi điều kiện cho anh tiếp tục công việc, ổn định cuộc sống. Vô làm thì công ty cho làm công việc thì cũng bình thường, kim hàng rồi đó, nó nhẹ nhàng. Việc quan tâm chăm lo đối tượng bị tai nạn lao động chính là sự thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, của xã hội đối với các trường hợp không may trong cuộc sống. Trong đó, với trách nhiệm của mình, các doanh nghiệp đã có những động thái tích cực trong công tác hỗ trợ chăm lo người bị tai nạn lao động. Qua đó giúp cho bản thân và gia đình người lao động không may có điều kiện chữa trị, tạo việc làm mới để khắc phục khó khăn. Gắn liền với các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, các ngành chức năng, đơn vị liên quan của tỉnh luôn theo dõi sát, nắm bắt một cách đầy đủ tình hình tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp, để từ đó có sự tác động kịp thời đến chủ doanh nghiệp trong thể hiện trách nhiệm đối với các trường hợp tai nạn lao động. Tai nạn lao động xảy ra là một cái mất mát to lớn với gia đình cũng như doanh nghiệp, bởi vì người lao động là tài sản của doanh nghiệp. Khi mà người lao động bị tai nạn thì cái việc mà ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sức khỏe của lao động, đây là vấn đề mà cả cộng đồng cũng như các cấp các ngành trong tỉnh Bình Dương quan tâm, lo lắng cũng như làm thế nào để đến, để thăm họ và động viên họ, giúp họ vượt qua khó khăn. Tai nạn lao động xảy ra làm tổn thất cho chính bản thân người bị nạn cũng như gia đình và xã hội là điều mà không ai mong muốn. Do đó, cùng với việc tuyên truyền đảm bảo công tác an toàn lao động ở doanh nghiệp, việc quan tâm hỗ trợ các trường hợp không may bị tai nạn lao động là nguồn động viên to lớn để người bị tai nạn lao động vững tin vượt qua khó khăn, bệnh tật.